Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Prignacitol. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Prignacitol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Brignacitone Myo-inositol 2G, Acid Folic 200mcg Công dụng Giúp hỗ trợ tăng cường chất lượng trứng, giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giúp tăng khả năng thụ thai. Giúp nâng cao chất lượng nang noãn, điều hòa dụng trứng và nội tiết tố cho phụ nữ mắc hội chứng đa nang buồng trứng, qua đó tăng khả năng thụ thai cho phụ nữ chỉ định dùng cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang dùng cho phụ nữ vô sinh hiếm muộn muốn cải thiện chất lượng năng noãn qua đó làm tăng khả năng thụ thai dùng cho phụ nữ vô sinh hiếm muộn đang chuẩn bị thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo thụ tinh trong ống nghiệm cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng mỗi ngày dùng 2 lần mỗi lần sử dụng một gói có thể uống trực tiếp không cần nước hoặc hòa tan vào nước. Mỗi lần dùng cách nhau 12 giờ và uống cách xa bữa ăn. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Prignacitone, đồng thời biết cách sử dụng Prignacitone, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham